Công dụng của yến bạch, cỏ lào không phải ai cũng biết. Yến bạch hay còn gọi là cỏ lào, chắc hẳn còn khá xa lạ với nhiều người và không phải ai cũng biết được hết những công dụng quý của nó. Vậy hãy tìm hiểu xem loài cây này là gì và tác dụng của nó ra sao nhé. Giới thiệu chung về yến bạch hay còn gọi là cỏ lào. Yến bạch hay còn gọi là cỏ lào, bớp bớp, có tên khoa học là Chomolena odorata, họ cúc Asteraceae. Cây yến bạch khá nhỏ, cao từ 1 đến 2 mét, mọc thành bụi, phân thành nhiều cành nằm ngang. Thân yến bạch tròn, màu trắng nhạt, có rãnh và lông nhỏ miệng. Lá cây cỏ lào có lông miệng ở hai mặt, mùi hoan hắc. Hoa yến bạch tập hợp thành ngũ kết, dài khoảng 1 cm và có màu vàng luộc. Cây cỏ lào phân bố ở nhiều tỉnh đồng bằng, trung du và vùng núi thấp nước ta. Loại cây này ưa sáng, chịu được hạn, thích hợp trên mọi loại đất, thậm chí mọc nhiều trên các đường rẫy bỏ hoang. Bộ phận dùng: cỏ lào được thu lấy lá và rễ quanh năm và thường dùng tươi. Thành phần hóa học: các thành phần hóa học chính của cỏ lào là tinh dầu, tannin, flavonoid, coumarin, alkaloid. Trong đó hàm lượng tinh dầu trong lá cỏ lào chiếm tới 0,16%. Tác dụng dược lý của cỏ lào: tác dụng cầm máu và làm liền sẹo. Trong một nghiên cứu, dùng cao lá cỏ lào để điều trị tại chỗ vết thương phần mềm bị nhiễm khuẩn và lau liền trên 86 bệnh nhân. Lá cỏ lào được chứng minh có các tác dụng dược lý sau: loại bỏ các vết hoại tử nhanh hơn, tăng tạo mô hạc và liền sẹo, sẹo tạo thành mềm, mịn, không bị lồi, màu hồng hoặc nâu nhạt. Kháng khuẩn, ức chế các chủng vi khuẩn tụ cầu vàng, trừ khuẩn mũ xanh, Escherichia, Fruiter. Đây là các chủng vi khuẩn đã kháng nhiều loại kháng sinh hiện nay. Tăng hỗn hợp caloren, nhanh lành sẹo. Tính vị, công dụng: cỏ lào có vị hơi đắng, tính ấm, mùi thơm, tác dụng sát trùng, cầm máu. Theo kinh nghiệm dân gian ta thường dùng cây cỏ lào để trị các chứng tiêu chảy, kiết liệt, đau nhức xương khớp, ghẻ lở, phòng và trị đĩa cắn, trị táo bón, chữa bệnh về răng miệng, các vết bỏng, vết thương phần mềm. Bài thuốc có cỏ lào. Bài thuốc dân gian trị táo bón từ cỏ lào. Theo kinh nghiệm của nhiều bà con vùng núi, khi bị liệt, tiêu chảy và đặc biệt là táo bón, chỉ cần lấy từ 3 đến 5 ngọn yến bạch rửa sạch, nhai kèm cùng chút muối, đút cả nước lẫn bã là có thể chữa khỏi táo bón, tiêu chảy. Cũng bởi tác dụng kháng khuẩn, cầm máu, làm liền sẹo mà cỏ lào có thể trị tốt các chứng táo bón, chảy máu, táo bón lâu ngày và bệnh trĩ xuất huyết. Chữa đĩa cắn, chảy máu không ngừng. Khi bị đĩa cắn, chảy máu, chỉ cần vò lá cỏ lào sáp vào vết thương, máu sẽ cầm ngay. Chữa các vết xước hoặc lết giác mạc: dùng 50g ngọn cỏ lào và lá non rửa thật sạch, giã nát trong cối chày sạch, dùng 2 miếng gạt sạch chia thành 2 gói, đặt vào bát và đem hấp cách thỉ khoảng 30 phút. Rửa sạch mắt trước với nước muối, sau đó đắp phần lá cỏ lào giã nát vào để bệnh nhân nằm ngửa, cứ sau 12 giờ lại thay một lần. Trường hợp bệnh nhẹ có thể khỏi sau 24 giờ. Bài thuốc dân gian giúp cầm máu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi có vết thương chảy máu, người ta chỉ cần dùng một nắm lá cỏ lào, tốt nhất là lá bánh tẻ, rửa sạch, vò nát và đắp vào, vết thương sẽ nhanh chóng cầm máu. Ngoài những công dụng và các nghiên cứu tác dụng dược lý trên, cho tới nay cây yến bạch còn được đưa vào đề tài chiết xuất flavonoid dùng trong mỹ phẩm. Rõ ràng yến bạch cũng có thể là một dược liệu quý cần nghiên cứu chuyên sâu để ứng dụng nhiều hơn nữa trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cỏ mằn trầu trị huyết áp cao. Đông y cho rằng
Cây cỏ màng trầu có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp. Cỏ màng trầu hay màng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tam thảo, chỉ cỏ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu. Đông y cho rằng cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét, phối hợp với nhân trần làm nước giải khát mùa hè. Có công dụng trị cao huyết áp, lo phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu tiện vàng và ít mọt. Còn dùng cho phụ nữ có thai, hỏa nhiệt, táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, sốt nóng. Cũng dùng uống trị mụn nhọt, có chứng nhiệt độc, trẻ em tư lưỡi. Hiện nay, cỏ màng trầu còn được xếp vào nhóm những cây thuốc quý có tác dụng chữa ung thư đang được nghiên cứu. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cỏ màng trầu. Bệnh nhân cao huyết áp, nhổ toàn cây, cả rễ rửa sạch, thái nhỏ, cần 500g, giã nát, thêm một chén nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt, lọc lấy nước, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống, chia 2 lần uống vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Bệnh nhân lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, lấy cỏ màng trầu 40g, sắc 200ml uống một lần trong ngày. Phụ nữ có thai, người nóng dẫn đến táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, ngày sắc 12 đến 16g khô trong 300ml nước uống 2-3 lần. Trẻ con mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ, tư lưỡi, lấy cỏ màng trầu tươi 120g rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước uống. Cỏ khô 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống 2 lần. Nóng trong người, tiểu gắt và vàng, da mẩn đỏ, cỏ màng trầu 40g sắc uống 1 lần trong ngày, có thể thêm 20g rễ cỏ tranh sắc chung uống trong ngày. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ màng trầu, mùi tàu 20g, rau ngổ 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, sắc uống sau bữa ăn chiều. Ngoài ra, cỏ màng trầu với mồ kết đun lấy nước để gội đầu, dùng trị tóc bạc sớm. Đề phòng viêm màng não truyền nhiễm, cỏ màng trầu 30g, sắc uống trong ngày, uống liền 3 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó lại uống tiếp 3 ngày nữa. Chữa sốt cao, co giật, hôn mê, cỏ màng trầu 120g, sắc với 600ml nước, còn 400ml, thêm ít muối, cho uống nhiều lần trong 12 giờ. Màng trầu cũng một vị thuốc trong toa thuốc căn bản, cỏ tranh 8g, rau má 8g, cỏ mực 8g, cam thảo đất 8g, cá đầu ngựa 8g, màng trầu 8g, gừng tươi 2g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g. Tác dụng của màng trầu trong đơn là giải độc, an thai, thanh nhiệt. Chữa viêm da, vàng da, cỏ màng trầu tươi 60g, rễ cây tổ kén được, một loài cây gió 30g sắc uống. Chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mẩn ngứa, lấy cỏ màng trầu tươi, rửa sạch giã nát, vắt lấy nước cốt uống ngày 2-3 lần. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít, màng trầu 16g, cỏ tranh 16g, sắc uống trong ngày. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nổi mụn trong miệng do ăn uống nhiều đồ cay nóng nên cần thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiện. Dùng cỏ màng trầu, cây muống trâu, rễ cỏ tranh, rau sam, rau má, rau ngót, rau dền trắng, cỏ mực, cây ké, cây đậu xăng, cam thảo nam, mỗi thứ một nắm, bí đô 2 khoanh mỏng, củ sả 10 lát mỏng, gừng tươi 3 lát, vỏ quýt 1 cái. Sắc với nước, ngập một lóng ngón tay, còn một bát để uống hết. Sắc lần 2, lần 3 để uống trong ngày. Theo lương y Vương Đăng, nếu phụ nữ bị băng huyết dùng cỏ màng trầu, cây muồng trâu, thái nhỏ, cam thảo nam, rễ tranh,
cỏ mực, rau má, cây ké, mỗi thứ một nắm, ngải cứu 10 lá, củ sả 10 lá, gừng sống 10 lá, vỏ quýt một vỏ. Vỏ quýt một vỏ, đổ ngập nước sắc còn 2 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tầm bốt. Tầm bốt là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốt còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốt: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không. Dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc, có tên dược là Hepa Physalis angulata. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng
Còn cây tàm bố có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thất, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tàm bố có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chủ trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tàm bốt làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tàm bốt được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày, nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tàm bốt có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tàm bốt: trị nhọc vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tàm bốt khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tàm bốt tươi 20-30g, nấu với tiêm lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.